xin lỗi nha, cậu cũng thấy đó. Tại mặt đất rung chuyển nên tôi mới mất thăng bằng, lỡ tay làm trúng cậu. Dù trời có sập đi nữa tôi cũng không quan tâm. Cái đầu của tôi là vô tội, ai cho phép anh tùy tiện hành hạ nó vậy? Bây giờ đừng có nói nhiều, mau qua đây giữ bao cát cho tôi. Anh mà không giữ yên cho tôi tập đấm thì tôi sẽ dùng anh làm bao cát thay cho nó đó, có biết không hả? Qua đây. Ê. Xin lỗi, thành thật xin lỗi, tôi cũng không biết tại sao mặt đất lại rung lắc như vậy nữa. Kiểu này coi bộ là sắp có động đất lớn ở Phu Phu đây rồi. Mô tô anh chạy đi đâu vậy? Thì tới chỗ của ông bán trà chứ đâu nữa. Tôi sẽ ăn hết toàn bộ samosa trong quán trước khi chúng bị rớt xuống đất, chứ nếu không thì sẽ rất là lãng phí. Chúng ta sắp sửa tiêu đời tới nơi, vậy mà anh còn tâm trạng ăn uống nữa. Mô tô cứu giới. Alo. Xin kính chào quý khách. Chúng tôi trân trọng thông báo anh là khách hàng may mắn. Phần thưởng chính là một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm với điểm đến cho anh tự chọn. Mọi dịch vụ đều miễn phí. Thần Linh ơi, ở đây đang xảy ra một trận động đất rất kinh khủng nè. Chúng tôi sắp sửa lên trên kia gặp thần Linh tới nơi rồi. Vậy mà ở đó còn nói chuyện du lịch nữa. Giữ mang chút. Chạy mau đi. Cái đám này là cái gì vậy? Nhìn kiểu nào thì bọn chúng cũng giống như những quả cầu lửa, nhưng mà là loại có sự sống đó. Thần Linh ơi. Ôi thần Linh ơi, có chuyện gì đây xảy ra vậy nè? Cứu tôi với. Ai đó làm ơn gọi cảnh sát mau. Ôi không. Mục tiêu tiếp theo của bọn chúng là chúng ta. Đi thôi, chúng ta cao bay xa chạy khỏi đây mau. Anh đang làm cái trò gì vậy? Thì anh kêu tôi bay mà, tôi đang cố gắng bay nè, anh không thấy hay sao? Đó chỉ là thành ngữ thôi. Tôi không có kêu anh bay mà là chạy mau. Ôi, cảnh sát trưởng ơi. Có chuyện gì mô tô Bách Lu? Động đất đúng là đáng sợ thiệt, nhưng đã qua rồi mà. Tại sao hai anh hớt hải vậy hả? Động đất đúng là đã qua rồi. Có điều những thứ từ lòng đất chui lên thì vẫn chưa có ý định buông tha cho chúng ta đâu. Sếp nhìn kìa. Ôi thần Linh ơi, bọn này là cái gì vậy? Nhưng mà không cần lo, đã có Chin Gum ở đây thì không có gì phải sợ. Xem đây. Ủa, gì chứ? Không. Ôi thần Linh ơi. Ôi thần Linh ơi. Hình như là mấy anh bạn nóng nảy này đã nhiều năm không được ăn uống gì rồi. Mô tô Bách Lu, tất cả vào chỗ. Chuẩn bị. Cảnh sát trưởng ơi, chúng ta sẽ chạy đua hả? Nhưng anh có thể nói cho tôi biết tại sao chúng ta phải làm vậy hay không? Với lại người về nhất sẽ được thưởng cái gì vậy? Bật mí chút đi. Bây giờ tôi không có tâm trạng để hùa theo những trò đùa nhạt nhẽo của anh đâu. Chuẩn bị, chạy. Tiến sĩ Chaka, thị trấn chúng ta đang bị cầu lửa tấn công kìa. Chúng từ lòng đất chui lên, thấy gì chúng cũng ăn sạch hết. Nhất định bọn chúng là người hành tinh cầu lửa rồi. Nếu vậy thì chúng ta có một và chỉ một cách để tiêu diệt bọn chúng thôi. Đó là dùng nước đi dập lửa. Hãy cầm lấy cái này đi bạn của tôi. Cái này có khả năng chống lửa, nó sẽ không bị cháy. Hai anh hãy dùng nó gấp đám lửa rồi bỏ từng đứa vô nước. Ôi thần Linh ơi, là cầu lửa. Tiến sĩ Chaka, tình hình này tôi thấy tốt nhất là chúng ta nên chạy khỏi đây thôi. Đã có Chin Gum ở đây thì không có gì phải sợ. Đi thôi, Mô Tô Bách Lu, chúng ta qua đó gấp từng đứa nhúng vô trong nước cho chúng biết tay. Ha. Thần Linh ơi,
ơi, cứu tôi. Mọi người cẩn thận đó, đám cầu lửa này đang nhắm vào giày của chúng ta. Bọn chúng đang qua đây kìa, mau ném giày cho bọn chúng đi. Hình như giày là món khoái khẩu của bọn chúng đó. Cái đồ ăn cướp nè, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Đội phòng cháy chữa cháy Fufuri. Mọi người hãy nhìn đi, lạc đà xuống núi rồi. Lạc đà ở đâu? Lạc đà ở đâu vậy? Ôi, đó chỉ là một câu thành ngữ thôi. Anh nhìn coi, đám cầu lửa đáng ghét đang chạy té khói kìa. Ôi thôi nguy rồi, bây giờ bọn chúng đã hợp thể thành một quả cầu lửa khổng lồ. Có ai không? Cứu tôi với, tôi còn yêu đời lắm, làm ơn tha cho tôi. Ôi thần linh ơi, ôi thần linh ơi, không được. Bách Lưu ơi, khi đói bụng thì tôi không nghĩ ra được cái gì hết trơn hết rồi á, anh mau nghĩ cách gì đi. Sáng kiến, bây giờ chúng ta hãy dụ chúng tới hồ bơi Fufuri rồi đặt một cái bẫy ở đó đi. Bọn chúng sẽ rơi xuống hồ, như vậy là tiếu đời. Ôi thần linh ơi, chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta phải chạy đi đâu nữa đây? Ai sẽ cứu mạng chúng ta đây? Nè, dừng lại, mau dừng lại, nhân danh pháp luật, ta xin thề với tổ quốc thân thương, xin thề với quê cha đất mẹ. Ôi thần linh ơi. Cảnh sát trưởng ơi, sao anh lại vừa khóc vừa nói những lời nói đó vậy hả? Tôi biết là bây giờ mình có nói gì thì đám cầu lửa này cũng không nghe, nhưng có một cảm xúc mãnh liệt thôi thúc tôi nói mấy câu thoại tiêu biểu của mình lần cuối, bởi vì đây chính là nghĩa vụ của một cảnh sát. Có ai muốn quá giang không hả? Bên đây nè, mau lên. Chúng ta hãy tới hồ bơi Fufuri mau lên. Nhưng ông nhớ kiểm soát tốc độ để cho đám cầu lửa đó có thể bám theo chúng ta. Được rồi, bây giờ thì hãy cho chiếc xe bay qua hồ bơi, nhanh lên. Thần linh ơi, vậy mà chúng vẫn không sao hết, giờ tính sao đây? Bây giờ coi bộ chúng ta chỉ còn có cách cho nước từ trên trời rơi xuống thôi. Thật đúng lúc vì tôi vừa phát minh ra loại hóa chất này. Mô tục Bách Lu, cảnh sát trưởng, bây giờ ba người hãy lái xe lên trời rồi xịt hóa chất này vào những đám mây. Còn tôi và Gasitaram sẽ ở lại phòng thí nghiệm để điều khiển từ xa nha. Chúc may mắn. Sấm chớp dữ dội như vậy thì đừng nói đến chuyện xịt hóa chất. Bây giờ muốn đến gần những đám mây cũng khó. Thần linh ơi, sao tự nhiên xe lại lật úp? Sau khi kết thúc chuyện này, tôi nhất định thu hồi bằng lái xe của hai anh. Hai anh có biết là lái xe cẩu thả như vậy sẽ rất nguy hiểm hay không? Tiến sĩ Chaka ơi, cứu với, chiếc xe bay của anh bị lật úp rồi. Bây giờ thì cả thần linh cũng không cứu được ba người đâu, các bạn của tôi. Tình huống oái âm này thì tôi cũng bó tay rồi. Nhưng ít nhất hãy xịt hóa chất vào những đám mây. Có thể các anh sẽ không qua khỏi, nhưng sẽ cứu được chúng tôi đó. Bách Lu, cứ giữ xe ở tư thế này đi, vậy thì không vấn đề gì hết đó. Anh thì không vấn đề gì hết, nhưng mà tôi thì có đó. Bách Lu, cứu tôi. Bách Lu, cứu tôi. Cứu tôi.
ơi, mấy người làm ơn đừng có phá nát cái xe của tôi mà. Ôi ôi,